Ơi, chào cả nhà. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em cái sản phẩm này, thì chắc cũng rất là nhiều anh em mà chơi dòng xe zin cũng hay hỏi mình cái sản phẩm này ha. Thì hôm nay mình có mua được một lô hàng thanh lý của công ty. Thì cái sản phẩm mình giới thiệu hôm nay là mình bán cho anh em là full bộ cam còi zin của quay rim hai lỗ, đúng hàng zin nha anh em, đúng hàng zin, hàng thanh lý nguyên lô của công ty. Thì đây là đúng hàng zin mới chưa sử dụng, nhưng mà đây là hàng thanh lý nguyên lô, thì nói chung là đúng hàng zin không lỗi lầm, nhưng mà gọi là hàng zin không tem túi đó. Thì giá cho full bộ cam cò quay rim zin mới như thế này chưa sử dụng thì mình bán có giá là 600.000 một bộ, và bao anh em thầy thợ test trên mọi miền tổ quốc test. Đây là mình bán đúng hàng zin của Honda chưa qua sử dụng luôn, thì năm bộ nó là full một cây cam và cặp cò đúng hàng zin, mình bán là 600.000 một bộ và phi ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào chơi hải máy quay rim mà cần bộ cam cò zin new chưa sử dụng như thế này thì cứ alo mình nha, 0933996332. Bao mình nói gọi là bao tất cả anh em thầy thợ, từ người mới ra nghề tới người lành nghề kiểm tra ha. Bán hàng là mình phải gọi là bán đồ nào ra đồ đó, đồ zin là đồ zin, đồ độ là đồ độ đó. Thì hôm nay mình bán cho anh em full bộ cam cò độ dành cho quay rim hàng thanh lý của công ty, mình bán một bộ như là 600.000 bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Rồi đầu tiên mình quay cho anh em là cây cam đó. Đúng zin mới nha anh em, đồ zin là đồ zin, mà đồ lô đồ đô, không có hàng loại 1 loại 2 gì hết nha anh em đó. Đúng đầy đủ full vậy nè. Đó, nguyên cây cam cặp cò. Rồi bây giờ mình quay cho anh em cặp cò ha. Đó, nhiều anh em mà nói thấy cò zin mới chưa thấy phải không, hôm nay mình lên sóng cho anh em thấy nè, ba anh em soi nè. Đó, đúng cò zin mới nha anh em. Đó, cò zin mới nha. Rồi mình cũng nói đi nói lại, có nhiều ông không biết ha, cò zin thì lúc nào nó cũng như vậy, nói chung cò zin anh em nhìn vô cái chất là mình sẽ biết đồ zin hay đồ lô. Còn cái số mà trên con cò thì cò zin thường thường nó là sẽ hiển thị số thế này, và con số nó gọi là nói chung là nó là ngẫu nhiên, không nhất thiết là con cái cặp con cò đi số 94 là con cò bên đây phải đi số 94 hai anh em. Cái nó gọi là cái ký hiệu, cái gọi là cái mã khuôn của cái nhà sản xuất thôi, chứ nó ngoài ra là nó không có thể hiện cái gì hết. Còn con cò zin hay lô là mình cầm lên con cò là mình biết được cái chất của nó là đồ zin hay đồ lô. Có nhiều anh em mà giờ hỏi mình sao mà nhìn biết vô cò zin cò lô vậy, em cũng chả biết nữa. Mình dân trong ngày cứ cầm lên là biết cò zin hay cò lô rồi, chứ mình cũng không, bây giờ không thể nào mà diễn tả được bằng gọi là cái lời nói. Đồ zin nó vậy anh em, có nhiều cái mình không có thể nào diễn tả bằng lời nói. Giả dụ có nhiều ông nói ủa sao mà nhìn đồ nó biết đồ zin, nhìn đồ biết đồ lô, nhìn vô biết liền, nói chung là vậy. Đó, thì mình bán đây mình nói là đúng cam cò zin chưa sử dụng, mình mua hàng lô nguyên lô thanh lý đó, mình bán anh em bộ cam cò này giá 600.000 bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em đó, bao anh em thầy thợ test. Đây là đúng hàng zin chưa sử dụng nha, và mình nói là hàng lô mua lô thanh lý thì nó là hàng đúng hàng zin nhưng mà không tem túi nha anh em.